Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay ngày 8 tháng 3, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc toàn thể phụ nữ ngày 8 tháng 3 sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh thành được làm cơ quan chủ quản và sử dụng ngân sách địa phương đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc, trong đó có Cần Thơ. Sổ số kiến thiết Cần Thơ nằm trong top 3 công ty có doanh số cao nhất trong khu vực phía Nam. Thành phố Cần Thơ tăng cường kiểm tra quản lý cung cấp thông tin thuê bao di động, không để xảy ra các hành vi quấy rối, lừa đảo gây hoang mang trong dư luận. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh thành gồm Bình Phước, Sơn La, Ninh Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang và Cần Thơ được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc. Trong đó, Cần Thơ làm chủ quản dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ dự án 1, nâng cấp mở rộng quốc lộ 61C đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ và đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ. Còn tỉnh Hậu Giang làm chủ quản dự án nâng cấp, mở rộng tuyến nối Cần Thơ-Hậu Giang, quốc lộ 61C. Chính phủ cũng giao các bộ giao thông vận tải, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường và các cơ quan có liên quan, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kỷ niệm 46 năm nhân ngày thành lập công ty 7 tháng 3. Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ đạt doanh thu tiêu thụ 6.320 tỷ đồng, vượt 423 tỷ đồng so với kế hoạch và vượt trên 660 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tiêu thụ bình quân một kỳ sổ số hơn 121 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 là gần 109 tỷ đồng. Với kết quả này, tại hội nghị sổ số kiến thiết khu vực miền Nam kỳ họp lần thứ 131, sổ số kiến thiết Cần Thơ nằm trong top 3 công ty có doanh số cao nhất trong tổng số 21 công ty trong khu vực. Dịp này, 20 đại lý giấy số nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vì đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh và phát triển giấy số kiến thiết Cần Thơ với số lượng vé tiêu thụ cao, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Tài chính và công ty. Hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2023 và triển khai chương trình công tác nhân quyền năm 2024 diễn ra vào hôm qua, có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè, trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền thành phố. Năm 2023, thành phố Cần Thơ bảo đảm các quyền lợi về kinh tế, xã hội, văn hóa và các quyền cơ bản nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố, trong đó trợ cấp thường xuyên cho hơn 494.300 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí trên 287 tỷ 800 triệu đồng. Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo bình đẳng giữa các dân tộc được đảm bảo, nền văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thành phố được bảo tồn, phát huy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị thời gian tới, các sở ngành địa phương đẩy mạnh triển khai các chính sách về dân tộc, tôn giáo, vận động quần chúng, chăm lo an sinh xã hội, cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác thông tin sai trái, thù địch, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hoạt động xuyên tạc, chống phá về các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Trước tình trạng một số đối tượng xấu sử dụng thuê bao di động của các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone, Vietnam Mobile, mạo danh lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo thành phố gọi điện đến các cá nhân tổ chức với nội dung thông báo giả tạo vụ việc vi phạm pháp luật. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Quỳnh Quang Mến đã có công văn gửi các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn thành phố về việc tăng cường kiểm tra, quản lý cung cấp thông tin thuê bao di động. Công văn yêu cầu các doanh nghiệp cần quan tâm và có biện pháp kỹ thuật quản lý chặt chẽ các đầu số thuê bao của mạng di động hiện đang có phát sinh nhiều vụ việc vi phạm như mạng Vodafone 081, 082, 083, 084, 085, 094, mạng Viettel 033, 034, 035, 086, 097, mạng Mobifone 070, 076, 078, 079, 093. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông
ngừng cung cấp dịch vụ ngay đối với các thuê bao di động bị phản ánh, tố giác có hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đầy đủ đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời xử lý, nhằm bảo đảm không để xảy ra các hành vi quấy rối, lừa đảo, gây hoang mang theo hệ thống mạng thông tin di động như thời gian vừa qua. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức truyền thông nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 với chủ đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế lao động. Tại buổi truyền thông, các nữ công nhân, người lao động được thông tin về việc làm trong và ngoài nước, chính sách dây hỗ trợ việc làm, đồng thời các đại biểu được tuyên truyền cụ thể về bất bình đẳng giới, định kiến giới, bất bình đẳng giới, khuôn mẫu giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Qua đây giúp nữ công nhân, người lao động nâng cao kiến thức pháp luật, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Cũng nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyên đề tầm soát bệnh lý của phụ nữ cho nữ đoàn viên công nhân lao động. Chương trình mang đến những kiến thức về tầm soát bệnh lý của phụ nữ, qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giới, nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe nữ giới, hỗ trợ nữ đoàn viên, nữ lao động cập nhật kịp thời thông tin, trang bị thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nhận biết nguy cơ hậu quả của việc không quan tâm đến sức khỏe, trong đó có sức khỏe sinh sản của nữ giới. Dịp này, ban tổ chức tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên các nữ công nhân viên chức lao động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Thưa quý vị, ở tuyến cơ sở, vai trò của người cán bộ hội liên phụ nữ rất quan trọng. Đó chính là đoàn kết, tập hợp, tạo điều kiện để chị em phụ nữ giao lưu, học tập và phát triển. Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chương trình xin được giới thiệu chị Nguyễn Thế Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, nhiều năm liền được Trung ương Hội tuyên dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi. Buổi họp mặt nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 của Câu lạc bộ Dân Vũ Dưỡng Sinh, ấp Phước Lộc, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ diễn ra trong không khí ấm áp. Mở đầu các chị múa bài Phụ nữ mùng 8 tháng 3, rồi cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ qua các chặng đường lịch sử. Đây là một trong 7 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thành lập từ năm 2018 đến nay. Mỗi câu lạc bộ có khoảng 15 đến 30 thành viên tham gia. Và mỗi buổi chiều trong ngày hoặc trong tuần, các thành viên quay quần lại luyện tập, trình diễn các bài múa, rèn luyện sức khỏe. Những câu lạc bộ này hoạt động hiệu quả, phải kể đến vai trò nòng cốt của chị Nguyễn Thế Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ thì chúng tôi được học tập được nhiều kinh nghiệm, rồi tập được những cái bài múa, thì các cái động tác làm cho sức khỏe là bền vững hơn, tốt đẹp hơn. Rồi qua đó thì cũng hiểu biết được truyền thống cách mạng và các cái chủ trương của địa phương. Với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã 10 năm nay, chị Nguyễn Thế Dung luôn gắn bó, tâm huyết, sáng tạo nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với nhu cầu của chị em. Thông qua các chi hội phụ nữ, chị đã thành lập 6 tổ hợp tác phát triển kinh tế tập thể với gần 350 thành viên tham gia. Hiện nay, Hội Phụ nữ quản lý vốn vay các nguồn khoảng 30 tỷ đồng. Thời gian qua đã phát vay cho 875 hội viên tăng gia sản xuất, phát triển đời sống. Riêng năm 2022-2023 đã giúp 10 chị vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt có 6 chị được hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển ngành nghề. Nhờ chị Dung bên Hội Phụ Nữ là hỗ trợ vốn cho tôi khởi nghiệp, là tôi vay được 20 triệu từ năm 2022. Cũng từ đồng vốn này tôi đầu tư mua giải để phục vụ cho tôi vừa mai vừa bán. Từ đó thì tôi tăng thu nhập hơn, thì mỗi ngày khoảng 300 ngàn. Từ đó thì gia đình tôi sống thoải mái hơn. Bản thân cũng luôn năng động, linh hoạt và đặc biệt là phải sát địa bàn, để sát chị em, hỗ trợ kịp thời khi mà chị em có yêu cầu. Thứ hai nữa là cũng tăng cường cái công tác tham mưu với hội cấp trên cũng như cấp ủy, phối hợp với ủy ban dân và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hoạt động hội. Những hoạt động thiết thực phù hợp đã thổi vào luồng sinh khí mới ở địa phương, chị em tích cực tham gia hoạt động hội. Hiện nay, hội đã tập hợp được 3.800 phụ nữ tham gia tổ chức hội, chiếm trên 64% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Phú 5 năm liền được nhận bằng khen của Trung ương hội. Riêng chị Nguyễn Thế Dung vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Trung ương hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Liên tục chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay là những tin tức đáng chú ý khác. Trong tháng 2/2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại thành phố Cần Thơ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, không chỉ vượt hơn năm 2023 mà còn cao hơn cả năm 2022. Cụ thể, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa của toàn thành phố trong 2 tháng đầu năm nay ước đạt 15.764 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ, nghĩa là tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu. Chỉ tính riêng tháng 2, tháng mua sắm Tết Nguyên đán, thì doanh thu đã vượt quá con số 10.880 tỷ đồng. Điều này cho thấy sức tiêu thụ của người dân và du khách đến Cần Thơ không hề suy giảm so với nhận định của một số doanh nghiệp, nhà phân phối lớn. Trong 10 nhóm ngành hàng có sức tăng tiêu thụ mạnh nhất, đứng đầu là lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất, ước đạt trên 5.440 tỷ đồng, tăng 24,15% so với cùng kỳ. Kế đến là xăng dầu hơn 2.598 tỷ đồng, tăng 30,27%. Ngoài ra còn một số ngành hàng khác tăng như đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 3,58%, vật phẩm văn hóa giáo dục cũng tăng trên 32%. Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ở chiều ngược lại, so với thương mại dịch vụ thì ngành công nghiệp có bước khởi đầu chưa mấy ấn tượng và chỉ số tăng trưởng âm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong tháng 2 vừa qua giảm đến 19,2% so với tháng trước và cũng giảm 12,27% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Một số lĩnh vực có sản lượng tiêu thụ giảm như là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, sản xuất máy móc thiết bị, in sao chép bản ghi các loại, sản xuất đồ uống, giấy và sản phẩm từ giấy. Nguyên nhân giảm là do toàn ngành bước vào dịp Tết Nguyên đán phải ngừng sản xuất. Mặt khác, do chưa có các đơn hàng ký kết hồi đầu năm, nên nhiều công ty doanh nghiệp nhà máy cho công nhân nghỉ Tết nhiều ngày hơn quy định. Thông tin cũng cần quan tâm là chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong tháng 2 tăng cao so với tháng trước. Đó là các mặt hàng tôm đông lạnh, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, thức ăn cho thủy sản. Ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều ngành có chỉ số tồn kho giảm so với tháng trước, như gạo xây sát, sản xuất sắt thép, sản xuất hàng may sẵn. Ở lĩnh vực y tế, khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Quảng Mỹ Cửu Long vừa cứu sống bệnh nhân nam 51 tuổi ngưng tim ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp biến chứng suy đa tạng. Trước đó, bệnh nhân là ông T.V.Q, 51 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đột quỵ, ngưng tim, ngưng thở và được cấp cứu thành công tại một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long trong tình trạng sốc tim, suy thận cấp, viêm phổi và suy nhiều tạng trong cơ thể. Tại đây, bệnh nhân được can thiệp mạch vành đặt stent giúp lưu thông máu. Tình trạng bệnh nhân sau đó được thở máy, truyền máu tích cực do xuất huyết tiêu hóa, lọc thận ngắt quãng. Hiện tại, sau hơn 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã hồi phục các tạng trong cơ thể, tình trạng suy thận cải thiện, không còn lọc máu, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, được cai máy thở và rút ống nội khí quản thành công. Chức năng hô hấp tim phổi đã ổn định, tự thở và tự sinh hoạt được. Sức khỏe người bệnh ổn định đã được xuất viện theo dõi, tái khám ngoại trú. Các bác sĩ khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng vừa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ dương vật bìu cho bệnh nhân bị hệ thống máy sụp khí nuôi tôm cuốn lóc da toàn bộ. Trường hợp này đã giống lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn lao động rất nguy hiểm xảy ra cho người nuôi tôm. Theo đó, bệnh nhân nam 67 tuổi ở Bạc Liêu, trong quá trình sửa chữa hệ thống cánh quạt máy sụp khí cho vuông tôm của gia đình, bệnh nhân bất cẩn choàng người qua hệ thống thì bị máy cuốn từ vạt áo kéo vào trục máy, gây ra vết thương hở dương vật. Vết thương mất da đốt xa, ngón 3-4, bàn tay phải lộ xương, đa chấn thương. Bệnh nhân được chuyển nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm và hội chẩn cần thiết, bệnh nhân được ekip phẫu thuật khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ tiến hành rửa sạch vết thương và phẫu thuật thành công khâu che phủ hai tinh hoàn và phẫu thuật tạo hình hai ngón tay 3-4 bàn tay phải bị mất xương đốt xa. Với mục tiêu duy trì độ dài ngón tay hiện có nhằm giữ chức năng vận động tối đa cho ngón tay bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các vết thương phục hồi tốt, bệnh nhân ổn định, được theo dõi điều trị và chăm sóc tại khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ. Ba gói thầu 1.17, 1.18 và 1.19 thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được triển khai trên 18 tuyến kênh rạch thuộc các phường trong nội ô quận Ninh Kiều như An Bình, An Khánh, Hương Lợi và phường Long Tuyền, Long Hòa, quận Bình Thủy. Đây cũng là ba gói thầu sau cùng của dự án 3. Theo cam kết với đơn vị tài trợ, đến hết tháng 6 năm 2024, các gói thầu phải hoàn thành nên các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là còn hàng trăm hộ dân chưa giao mặt bằng. Ngay sau Tết Nguyên đán, công ty Đê Kè Hải Dương, đơn vị thi công gói thầu số 1.17, đã tập trung phương tiện máy móc để thi công các hạng mục của công trình.
Hiện nay chúng tôi đang duy trì là hơn 10 mũi thi công trên tất cả các tuyến. Trong đó đang tập trung ráo riết để hoàn thiện cái tuyến hàng vàng chính và đoạn 450 m chỗ bà bộ. Thì hiện tại là gói thầu này là công tác giải ngân tương đối là thuận lợi. Các gói thầu 1.17, 1.18, 1.19 nạo vét cải tạo 18 tuyến kênh rạch, giải quyết tình trạng ô nhiễm mặt nước, dòng chảy, xây dựng hàng kè ven các tuyến kênh, cải tạo hệ thống đường giao thông, kết hợp lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng ven các tuyến kênh. Đến nay, các gói thầu này đã triển khai nạo vét, thanh thải dòng chảy, xử lý môi trường. Khó khăn hiện nay là còn hàng trăm hộ dân chưa giao mặt bằng. Hiện nay vẫn còn tương đối một số hộ dân là chưa chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thi công dự án. Cũng như đồng thời rằng là các chị thấy rằng là cái kênh này là thi công trong khu hạ tầng đô thị. Nhà dân sát hai bên mà nền đất, địa chất thì cơ bản là yếu nên là quá trình thi công gây rất nhiều khó khăn cho đơn vị trong việc đảm bảo an toàn cũng như là tài sản cho bà con hai bên. Rạch này, xẻo lá này là mới bàn giao mặt bằng trước Tết được 100 m trên 1.200 m, và sau Tết công ty đã triển khai thiết bị, máy móc thiết bị và nhân lực đã triển khai thi công có đoạn 100 m. Mặc dù 100 m nhưng mà bàn giao cũng chưa đủ là khó khăn về mặt bằng. Thứ hai nữa là để thi công những cái đoạn tiếp theo được thì cần phải bàn giao mặt bằng sớm. Để tháo gỡ khó khăn cho việc thi công các gói thầu, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án ODA phối hợp với các ngành chức năng thành phố và quận Ninh Kiều tập trung giải phóng mặt bằng, bồi hoàn cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Các nhà thầu cũng đang tập trung và tập kết vật tư để triển khai. Tuy nhiên thì chưa có được như mong muốn. Thì đối với gói thầu này thì hiện nay nó công tác thi công thì nó rất là khó khăn. Nói chung là biện pháp thi công nó rất là khó khăn cho nên nhà thầu thi công chậm. Thì ban cũng có cái nhắc nhở và sẽ có cái xử lý với nhà thầu đối với những công việc mà nhà thầu thi công chậm. Đề xuất quận Ninh Kiều sớm là bàn giao mặt bằng liên tục để giao nhà thầu và để đó là cái cơ sở để là xử lý phạt nhà thầu. Công tác mà giải phóng mặt bằng này, hiện nay thì cái vấn đề là coi như là khó khăn là cái vấn đề liên quan tới là coi như là xét tái định cư. Những cái khó khăn này thì phường tiếp tục kiến nghị đối với là ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận tiến hành là phối hợp chặt chẽ với phường để là coi như là tiếp tục là coi như là thực hiện các cái bước còn lại đối với những cái trường hợp khó khăn này. Việc xác định cái việc pháp lý của các cái phần đất bị ảnh hưởng cũng như nhà và kiến trúc thì thật sự ra là nó rất là phức tạp, do đó mà cái thời gian nó cũng hơi kéo dài. Đối với cái các hộ còn lại của các gói thầu thì dự kiến là trong tháng 3 sẽ hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Theo hợp đồng thì đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 sẽ kết thúc dự án với đơn vị tài trợ. Đáng lưu ý là ba gói thầu cải tạo các tuyến kênh rạch trong nội ô là các gói thầu sau cùng của dự án 3. Do đó, cùng với hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3 năm nay, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình đúng kế hoạch, tiến độ và thời gian quy định. Theo Cục Thủy lợi, tình trạng xâm nhập mặn từ nay đến giữa tháng 3 ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ở mức cao, khả năng làm ảnh hưởng đến hơn 83.000 hectare đất trồng lúa và cây ăn trái. Trong tháng 3 này, ở vùng các cửa sông Cửu Long, trên mặn 4 gram trên lít có khả năng xâm nhập từ 45 đến 65 km tùy từng cửa sông. Mức này cao hơn từ 4 đến 9 km so với năm ngoái. Trong khi dự báo nguồn nước về khu vực này vẫn ở mức thấp, kéo theo tình trạng xâm nhập mặn lên mức cao. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 40.000 hectare lúa. Một số tỉnh có diện tích trồng lúa ảnh hưởng nhiều như Tiền Giang hơn 1.400 hectare, Bến Tre 7.500 hectare, Trà Vinh 13.000 hectare và tỉnh Cà Mau 15.000 hectare. Ngoài ra, khoảng 43.300 hectare dùng trồng cây ăn trái cũng bị thiếu nước ngọt như tỉnh Long An với 3.100 hectare, Tiền Giang 21.800 hectare, Bến Tre 16.000 hectare và Sóc Trăng 3.400 hectare. Hơn 2 tháng kể từ khi Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 02 thực hiện cuộc vận động người dân để rác đúng nơi quy định vì thành phố Cần Thơ xanh, sạch, đẹp, an toàn, công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến đáng kể. Một trong những chuyển biến tích cực là việc thu gom rác được sắp xếp hợp lý theo tuyến đường đi, ngày giờ cụ thể. Cộng thêm người dân phối hợp tốt trong việc để rác đúng nơi quy định, nên tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng lâu ngày gây ô nhiễm đã giảm rõ rệt. Họp tổ, rồi có những cái điểm là đến nhà, đến khu vực, đến ngay cái hẻm để là cái như mình vận động bà con ta là để rác nơi đúng nơi cái vị trí để là người đi lấy rác nó thuận lợi. Có những hẻm nhỏ
là xe rác không vào được, thì đã có cái là cái như là hợp đồng với bên lấy rác là có giờ để là xe rác như là đậu trước cửa đầu hẻm, rồi nhân dân là cái như là ra đem ra rác với cái tiếng cản của là cái như là người đi lấy rác. Được như vậy là do các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp trong công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác, tuyên truyền vận động người dân để rác đúng quy định, lấy rác đúng giờ và tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định qua hệ thống camera. Phát động toàn người dân trên địa bàn của huyện, tất cả cán bộ, đảng viên và người dân, doanh nghiệp tham gia cái thực hiện cái cuộc vận động này. Bên cạnh đó, các đơn vị thu gom rác cũng tăng cường lực lượng công nhân và phương tiện thu gom rác trong dân, không để rác tồn động. Đồng thời thực hiện việc che chắn, không để rác rơi chảy và gây mùi hôi thối. Công ty cũng lấy rác sạch sẽ hàng ngày và phun xịt khử mùi để đảm bảo cho vệ sinh môi trường. Các xe thì xe công nhân đi lấy rác khi lấy xong thì đậy lại trước khi đi chạy về bãi tập kết rác, còn các xe ép thì phun xịt rửa cho đảm bảo đừng có mùi hôi thối. Mùa khô nắng nóng có tăng cường xe để thu gom hàng ngày và xe đầu kéo thì vô cái rác trong dân không cho ứ động rác, và xe tải đi trên các tuyến đường là phải thu gom rác hàng ngày cho sạch sẽ, cho người dân khỏi bị bốc mùi, và đậy bạt che chắn và mấy điểm tập kết về là phải phun xịt khử mùi cho đầy đủ. Cần Thơ hiện thu gom bình quân hàng trăm tấn rác mỗi ngày, tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các hành vi tuôn xả rác bừa bãi, không để rác tồn động, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn sức khỏe nhân dân. Hang Sơn Đoòn nằm ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình, vừa được tạp chí chuyên về du lịch nổi tiếng Time Out của Vương quốc Anh bình chọn xếp thứ 6 trên 10 hang động đẹp nhất thế giới. Sơn Đoòn được tạp chí Time Out miêu tả nằm ở vùng rừng núi tỉnh Quảng Bình. Vực thẳm khổng lồ này có mặt cắt ngang lớn nhất so với bất kỳ hang động nào được biết đến trên hành tinh. Một khu vực rộng lớn đến mức khó diễn tả. Người ta cho rằng một chiếc Boeing 747 có thể bay ngang qua mà không làm hỏng cánh. Hang Sơn Đoòn được nhóm thám hiểm cùng với tạp chí National Geographic công bố là hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới năm 2009. Năm 2013, Hang Sơn Đoòn được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến bánh hỏi mặt giống Út Giáp thì chúng ta thường nghĩ đến xứ sở miệt vườn Phong Điền, thành phố Cần Thơ với hương vị đặc trưng cùng với hoa văn mặt giống rất ấn tượng. Hơn 60 năm qua, chiếc bánh hỏi mặt giống Út Giáp vẫn được gìn giữ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày càng lan tỏa được nhiều du khách gần xa biết đến. Ở nhỏ mà làm bánh chung với mẹ thì ngày xưa là nó không có công nghệ như hồi đó, là mình phải xay từ gạo ra mình làm bánh, rồi mình tẻ bột, rồi mình lấy chùm, càng làm thì mình càng dày kinh nghiệm để mình đúc kết lại, cũng như nó có nhiều yếu tố hội tụ thì mình sẽ được cái bánh ngon. Hồi xưa cái bánh hỏi này mình chỉ làm là phục vụ cho đám tiệc cho bà con họ hàng thôi, trong cái dịp mà khôi phục và bảo tồn các loại bánh dân gian truyền thống của địa phương. Ở địa phương vận động mình là mở một cái điểm dừng chân để nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước những cái món bánh của địa phương. Chị Quỳnh Thị Mỹ, vợ của anh Trần Thiện Cảnh, được học và làm bánh hỏi mặt giỏng từ khi chị về làm dâu. Thấm thoát, nay cũng đã trên 30 năm. Trước kia, để có thể làm thuần thục những chiếc bánh hỏi mặt giỏng đẹp, độc đáo, chị Mỹ phải trải qua thời gian luyện tập và kiên trì. Nói chung là lần đầu tiên thì mình bắt nó không có đẹp đâu. Mình phải cố học. Chị, đó chị tối dạ lắm, chị học lâu lắm. Học nói chung là cả tháng gì làm mới được. Chứ không phải là nói mà đặt cái tay vô mà làm liền được đâu. Nói chung là mình làm được mình cũng ham lắm. Khách đến đây mà khen ngợi thì mình vui lắm. Phiên con em mình nó để học như mình để làm, nói cái sự nghiệp của bánh trái của ông bà cha mẹ đừng có cho nó thất truyền. Đây là công đoạn ép bánh và cũng là công đoạn rất quan trọng vì nó đòi hỏi sự khéo tay của người bắt bánh. Các mắt lưới có đều đặn đẹp mắt và giống mặt giỏng hay không
đều phụ thuộc vào công đoạn này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy và được trải nghiệm tự tay làm chiếc bánh này. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi làm được chiếc bánh này. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi đã học và biết cách làm chiếc bánh này. Rất là thú vị. Từ một loại bánh dân gian được dùng khi có đám tiệc, nhờ sự tinh tế, khéo léo của người thợ, mà chiếc bánh hỏi mặt võng đã trở thành món ăn đặc trưng và mang nét độc đáo riêng của xứ sở miền sông nước, góp phần làm phong phú thêm các món ăn trong thực đơn ẩm thực, giúp du khách gần xa có nhiều sự lựa chọn khi đến với vùng đất Tây Đô. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.